Chiều 30 tháng 5 năm 2024, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vùng áp thấp trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vào lúc 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ vĩ Bắc, 112,2 độ kinh Đông trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tàu áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, tầm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển tỉnh Quảng Đông thuộc Trung Quốc. Sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, tầm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông thuộc Trung Quốc. Sức gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Nam Trung Quốc. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7 và cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sống biển cao 2,5 đến 3,5 m, để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển, theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của vùng áp thấp. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển, biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cũng đề nghị sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.